Hello, mình là Hùng Kaiju 1m2. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua app Free Fire thử một máy kim cương giá rẻ, có thể đến ngay với songakira.vn. Đảm bảo uy tín, chất lượng và tự động 100% với đủ các loại vòng quay các kiểu, có đa điều và có tỷ lệ trúng được ngay cả chủ shop đẹp trai. Cái gì đó dài 1m2 thì các bạn tự biết nha. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Hùng Akira Mobile của mình. Và chào mọi người đã đến với một video nữa về Free Fire. Như vậy là chúng ta đã lại đến với những chuyên mục nó gọi là bí tưởng khi mà không ra đồ gì mới. Vậy chúng ta phải làm gì? Sao lại đồ cũ? Nhưng mà thực ra đồ cũ thì nó cũng có đồ cũ rít, đồ cũ rát. Có nhiều các loại đồ cũ nó không hấp dẫn. Và nếu như mà làm thì tất nhiên nó sẽ không hay. Và tất nhiên là không nhiều người xem. Mà không nhiều người xem á các bạn. Thực ra thì mình làm không vì view đâu. Thực ra mình là một YouTuber rất là có tâm. Mình là một YouTuber rất chi là thương fan. Mình là một YouTuber làm vì anh em. Nhưng mà các bạn biết đấy, tất cả mọi nguồn cơn của mọi tội ác đều bắt đầu từ việc hết tiền các bạn ạ. Cái gì thì cái chứ, cái việc cái hóa đơn tiền điện mỗi tháng nó áp lực mình. Nó làm mình lại phải suy nghĩ xem là phải làm video gì mới nhiều view. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ làm quả video đó là chỉ sử dụng đồ xanh lá top 1, nhưng mà là phiên bản dùng súng shotgun các bạn nhá. Lần trước mình làm video chỉ dùng đồ xanh lá thì mình dùng đó là khẩu mập V40 Zolux thì phải. Hôm nay chúng ta sẽ đổi gió đi. Mặc dù là tất nhiên là mình vẫn sẽ cầm với khẩu xanh lá, tôi có thể để đề phòng việc là nếu như lỡ mình nhặt từ với khẩu mập xanh lá cây thì mình xài. Nhưng mà nói chung ấy thì mình sẽ tập trung vào việc là sử dụng cái khẩu gọi là shotgun M1014A, M1887 gì nhỉ? Hy vọng này các bạn. M1887 hy vọng này nó có quả chỉ số tương đương với lại là khẩu One Punch Man. Nó hơi khác một chút là nó ngon hơn ở cái là nó chưa tốc độ di chuyển. Còn khẩu này thì nó là trừ độ chính xác. Thì mình cũng thực ra thì mình cũng chưa test thử xem là hai khẩu này ngon hơn ở chỗ nào. Nhưng về cơ bản thì mình có cảm giác là cái khẩu M1887 hy vọng này nó không ngon mà khẩu M1887 One Punch Man đâu các bạn ạ. Cảm giác như kiểu là cái khẩu kia tăng tốc độ thay đạn nhưng mà nó gần như kiểu nó không tăng ấy. Cho nên thành ra là mình cũng dùng thử một lần rồi thì sau đấy mình bỏ luôn. Nên là gần như là mình chả dùng cái hy vọng nếu bao giờ cả. Cho nên là hôm nay mình quyết định là mình sẽ kiếm mẹ gọi là dịp để mình sử dụng bằng một cách là nó vừa gọi là nổ địa chỉ, nổ cái gọi là nội dung video, làm cách nào đấy xàm lìn một tí để câu người xem. Và một thêm nữa là tôi cũng được test lại quả khẩu súng ấy luôn. Đằng nào cũng tiện đường công tác xài đó mà. Còn về súng trường thì tôi nghĩ chắc là tôi sẽ dùng khẩu M451 thảm họa. Hoặc là tôi xài khẩu nói chung là khẩu gì đấy mà xanh lá cây thôi. Nhưng mà Farmat thì chúng ta cũng có xanh lá cây rất là nhiều. Hoặc là Ska chúng ta cũng có xanh lá cây này, kiểu có quái thú với cả là game thủ này. Mình nghĩ chắc là mình sẽ lắp khẩu game thủ các bạn ạ. Còn AK thì chúng ta cũng AK như là chúng ta không có khẩu nào xanh lá cây đâu các bạn ạ. Rồi thay mất khẩu súng chủ đạo thôi. Còn tất nhiên là đấm thì tất nhiên sẽ là long quyền rồi các bạn. Tại vì đấm long quyền nó có màu xanh lá cây mà. Thực ra thì mình cũng chả nghĩ nó màu xanh lá cây đâu. Nhưng mà về cơ bản thì trông nó cũng gọi là có chút màu, nó gọi là lục lục một tí đi. Còn cái bông keo chắc là lần này mình sẽ dùng bông keo này. Lần trước mình chả nhớ mình dùng bông keo gì nữa, hình như là bông keo ha. À bông keo kia thì phải. Mà dùng cái bông keo này trông nó cũng bệnh bệnh mà trông cũng được mà, ngon mà. Về phần pet các thứ thì thôi nhá, mình xin phép là không dùng xanh lá cây nhá. Mà mình sẽ đi dùng nó gọi là cái con đại bàng công nghệ nha. Mình cũng vừa đủ để đổi con này, đây là mình cũng tiện, mình cũng muốn cầm con này luôn. Nên chắc là mình sẽ cầm cái con đại bàng công nghệ đi, cầm skin mới đi cho nó whack đúng không? Tự dưng nguyên người màu xanh lá cây cái cầm con chim màu tím tím trông cứ sai sai thế đéo nào nhỉ các bạn nhỉ. Mà thôi kệ đi. Ok rồi, nãy giờ tôi có ao vài trận tại vì là tôi cứ quên cái này rồi quên cái kia là không đổi sang màu xanh lá. Cái việc đầu tiên mà tôi quên nhất đấy các bạn, đó là quên thay cái quả bộ đồ. Trời ơi, tôi mặc quả bộ đồ quỷ đã xa và tôi bắn một hồi tôi mới nhớ ra một điều là còn mẹ đó, tôi chưa thay bộ đồ màu xanh lá cây mấy ông ạ. Thế là tôi lại vào thay đồ xanh màu lá cây. Thì thực ra để đồ màu xanh lá cây mình có nhiều lắm, mình có bộ rô lục nè, xong rồi là có một vài đồ nó màu xanh lá cây, xong rồi thêm nữa là cả cái bộ khủng long thì nó cũng màu xanh lá cây. Nhưng mà khổ nỗi cái sau một hồi kiếm đi kiếm lại mình cũng chả thấy có cái bộ màu xanh lá cây nào mà mình nghĩ là nó sẽ chiến bằng cái bộ này các bạn ạ. Bộ này thì gọi thô thiển ra thì nó là bộ trộm chó, còn gọi mỹ miều chúng ta gọi là bộ đạo trích xanh, đạo trích dô lục gì đấy. Thì nôm na nói chung là mình cứ gọi đó là bộ trộm chó đi, mặc đồ trộm chó cho nó chiến các bạn. Tội gì phải mặc mấy cái bộ đồ mà trông nó dễ thương cu mai te cu te phôi que như cái bộ khủng long làm cái gì. Cho nên là mình quyết định là mình cầm cái bộ này tiếp các bạn nhá. Mặc dù là hơi lạc đồ một tí nhưng mà đấy các bạn thấy không, mặc bộ đồ bộ này vào cái bắn nó chiến liền luôn chứ. Mà V5 tăng có mỗi một tốc độ bắn thôi nhưng bắn nó khác bọt hẳn. Cảm giác như kiểu là có quả bộ đồ này vào nó cộng thêm một nội tại. À nội tại là cộng thêm một điểm điểm chiến đấu các bạn ạ. Điểm người chơi hệ chiến ấy. Người ta bảo là khuyết tật chim dày 1m2 nhưng vẫn là người chơi hệ chiến. Nào bạn nhảy ra. Ôi rồi đi mày. Em sai. Cảm ơn em kéo xin. Lỗi em rồi, được rồi em xin lỗi được chưa? Chưa. Nào ok rồi, em xin lỗi anh rồi, giờ anh xin lỗi em đi.
Anh ơi, anh, dậy xin lỗi em đi anh. À mà không, anh out trận mới rồi, anh làm gì xem em đâu. À không, anh có xem em mà đúng không? Nhưng mà anh thành Hoàng Tháp rồi, làm sao anh nói được? Trời buồn thế. Rồi, tôi quyết tâm là tôi hy sinh tận 2 đồng bạc của tôi. À nó về nó thành 3 đồng các bạn ạ, giờ nó tăng giá rồi. Đấy các bạn thấy không, vật giá leo thang. Mà các bạn thấy đấy, tiền mình kiếm thì nó lại cũng trả nhiều hơn tại vì dịch bệnh mà. Thế nên là bạn đã yêu quý cho mình xin một like và một đăng ký các bạn nhá. Vì nhân tiện đây là một chuyên mục PR trá hình. Nghe thì nó hơi mất dạy một tí nhưng mà cuộc sống mà, ai rồi cũng phải PR tới các bạn ạ. À, thực ra thì nó cũng chả phải là kinh tế hay là gì. Chỉ đơn giản là mẹ mình đang tham gia một cái cuộc thi giáo viên áo dài duyên dáng ở tại tỉnh Tuyên Quang của mình. Thì đó là cuộc thi của các giáo viên ở trường cấp 1, cấp 2 các kiểu với cả mầm non thì phải. Mình cũng méo biết nữa. Thì nói chung là có rất là nhiều các cô giáo khác xinh đẹp thi với mẹ mình. Nên là nếu như mà bạn nào yêu quý là fan cùng Akimu, các bạn thể cho mình xin một like và một chia sẻ vào cái ảnh mẹ mình tham gia cuộc thi áo dài được không các bạn? Có thể nhiều bạn kêu là úi trời ơi anh Hùng bút like cho mẹ anh kìa, thế này thì ai đua lại mẹ anh nữa. Trời ơi các bạn ơi, thì nói chung là người ta thì gọi là nhờ bạn bè share cho cô giáo, nhờ bạn bè like cho cô giáo người ta. Xong rồi là con thì nhờ bạn bè like cho mẹ, share cho mẹ. Bây giờ bạn bè mình không nhờ được nhiều, mình chỉ nhờ được phần nào thôi. Không đọ lại được thì mình nhờ fan nữa các bạn. Nói chung là cũng phải nói đi, phải nói lại chứ. Bây giờ nếu như mà mẹ các bạn thi thì các bạn có công nhận là các bạn sẽ kêu gọi không? Có chứ đúng không? Cho nên là bây giờ mình mẹ mình thi là mình phải giúp cho mẹ mình ăn giải chứ. Mình không thi cái giải quân què gì, vốt viết các kiểu quân què thì mình sẽ gọi là vô tê cho mẹ mình ăn giải. Hợp lý không? Thế nên là bạn nào mà có gọi là yêu quý cho mình xin một like và một chia sẻ vào cái ảnh mà mình sẽ quăng dưới phần link mô tả, phần kim đầu bình luận nhá. Anh editor nãy giờ chắc là ghép hình vào cho các bạn để các bạn thấy được rằng là cái hình ảnh này nó ví dụ là nhìn nó như thế nào rồi. Anh em vô cho mẹ mình xin một like và đăng ký nhá. Còn nếu như các bạn hỏi tại một like và chia sẻ nhá. Còn các bạn hỏi lý do, các bạn sẽ hỏi tại sao là mẹ anh trông trẻ thế, mẹ anh trông xinh thế, thì tại vì là chắc là tại mẹ tôi ăn cơm á. Cái gì chỉ là sự nhiệm vụ ấy. Thôi cái là trên núi, vi phạm pháp luật. Ôi trời, không chết không sao cả, viên thứ ba là chết. Các bạn chỉ nhìn thấy một pha mà mình bắn fail, mình bắn không chết được địch sau 2 viên súng shotgun thôi đúng không? Đấy là các bạn có một cái nhìn nó chưa nhìn xa trông rộng, chưa nhìn đến được một tương lai xa hơn. Các bạn có để ý không? Mình cố tình bắn được 2 viên sau mình không bắn chết, mình nạp đạn để mình bắn thêm một lần nữa để review cho các bạn biết được rằng là khẩu M1887 hy vọng này nó thay đạn nhanh bằng với khẩu M1887 của One Punch Man. Và đấy chính là điểm mạnh của khẩu súng này so với lại skin khác, bởi vì nó thay đạn nhanh vãi trưởng như kiểu không thay ấy các bạn. Đấy, tôi có tâm như thế đấy. Mấy anh em thấy tôi có tâm chưa? YouTuber này có tâm rồi đúng không? Đủ độ hài hước chưa? Đủ rồi đúng không? Thế thì các bạn cho mẹ mình xin một like và một chia sẻ đi. Còn chần chờ gì nữa? Các bạn bảo mình quảng cáo đúng không? Đúng rồi các bạn, quảng cáo đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Thật thà chưa? Trời ơi, người gì đâu. Vừa vui tính, vừa thật thà, mà lại còn bắn hay nữa. 10 điểm các bạn, uy tín chất lượng. 10 điểm trên 5 điểm 1.000. Vâng, và bây giờ thằng này thì nó chuẩn bị nó ngỏm cổ tèo rồi. Mấy ông nhìn này, mấy ông nhìn nhá, tôi chuẩn bị đúng kịch bản là thằng này nó ngất sau cành quất chỉ sau một nốt nhạc thôi. Các bạn nhìn nhá, nhưng mà nốt nhạc này nó hơi dài một tí, các bạn thông cảm nào. Có thằng cưới đâu rồi? À đây rồi, hello, mình chào bạn. Chạy đi đâu? À đủ, cái định mệnh nhà nó vác cả nồi khẩu UMP bắn xa phế thế. Trời ơi, chỉ bởi vì mày cầm màu xanh lá cây thôi nhá, chứ tao không tính cầm mày bắn xa đâu. Úi trời ơi, chết rồi. Các bạn thấy phát vừa rồi quang quả lựu đạn nó dễ dàng không? Nó nhẹ nhàng không? Nó tinh tế không? Đúng không? Tinh tế đúng không? Thế cho mẹ mình xin một like và một chia sẻ các bạn nhá. Ảnh link ảnh mình để dưới phần mô tả, phần kim đầu bình luận nhá. Đây rồi, khách hàng mới. Chết tưng bừng, nhận quà không ngừng. Cái định mệnh cho nó vãi cả đầu, nó chạy được vô kìa. Mày chạy đi đâu và chạy đi đâu khách ơi. Ôi giời ơi, vẫn được headshot, không sao cả. Mặc dù toàn vàng thôi nhưng được headshot là ngon rồi. Chết tưng bừng, nhận quà không ngừng. Chết tập thể, nhận vô số kẻ. Chết liên tiếp, nhận cả chiến kiếp. Chết cả nhà, khuyến mãi trừ tà. Chết hết thì nhận quà được chết luôn. Trời ơi, siêu ọp 100%. Hùng quan tài đến từ Tuyên Quang. Chết tưng bừng, nhận quà. Thôi em mệt quá, em chả quảng cáo nữa. Định mệnh em bắn mù mắt quá. Ôi trời ơi, làm được ơi. Thôi, bắn nốt băng đạn cái đã xong rồi chuyển qua sóc căn sau, chưa muộn mà. Định mệnh nó em lời quảng cáo quá. Các anh chị muốn đặt quan tài thì cứ book ở bên em nhé, chứ các anh chị đừng có đâm thẳng xe ở mặt em như thế. Nói thế thì em lại tự ái chứ không nói thật. À, nói thì mấy anh chị lại tự ái, nhưng mấy anh đâm vào mặt em thế thì có khác nào là mấy anh bảo rằng là anh ơi giết em đi, sau đấy book cho em một cái quan tài luôn không? Trời ơi,
Các anh chị mà đã có lòng như vậy thì em có dạ chứ, em luôn khách hàng là thực tế mà. Các anh chị muốn chết thì em cứ book quan tài đến tận nơi luôn. Ok các bạn, về vấn đề mini game thì Adu ở Macalada, Australia, California. Mình chào bạn. Ôi, Vector, em xin lỗi, từ từ bình tĩnh đã, từ từ bình tĩnh nào. Ôi, con áo đâu rồi, con đó thì chó kiểu chẳng có móng tôm. Về vấn đề mini game thì ở trong video ngày hôm qua thì mình đã có đố các bạn là, đố các bạn biết là cái skin quần què quần đùi gì nhỉ? Phá bắt vũ trụ và phá bắt bá nhật, khẩu nào là khẩu có sát thương trên từng viên đạn lớn hơn? Thì các bạn biết đáp án của chúng ta là gì không? Là gì xíu nữa tính. À, nó định vị được một thằng bên kia rồi các bạn. Thì các bạn sẽ đáp án tại rốt cuộc là khẩu phá bắt bá nhật và phá bắt vũ trụ. Thì khẩu nào sẽ là khẩu có sát thương trên từng viên đạn lớn hơn đúng không? Tại vì là mình đã có đố các bạn câu hỏi đấy. Thì đáp án đúng của chúng ta ngay bây giờ đây. Từ từ đã, thằng Khứa đã chết, đã được tính tiếp. Ok, đáp án đúng của chúng ta đó chính là một đáp án cực kỳ là sốc luôn, mà rất là nhiều bạn phải gọi là không biết được. Đáp án đúng của chúng ta đó là khẩu phá bắt bá nhật có sát thương lớn hơn trên một viên đạn các bạn nhá. Bạn nào chưa biết hoặc là chưa tin các kiểu ấy thì các bạn có thể sử dụng thử skin phá bắt vũ trụ với cả là skin phá bắt bá nhật cùng bắn một viên thì các bạn sẽ biết được rằng là khẩu phá bắt bá nhật có sát thương lớn hơn các bạn nhá. Cùng là chỉ số cộng 2 sát thương, một khẩu thì cộng tầm xa là khẩu vũ trụ, một khẩu là cộng chính xác đó là bá nhật. Thì đáp án đúng của chúng ta thì lại là khẩu bá nhật bắn mạnh hơn cơ. Mình không rõ lý do tại sao nhưng mà đơn giản là anh gà đán thiết kế thế thôi. Thực ra thì nó mạnh hơn không nhau mấy, hình như là một viên chỉ mạnh hơn một hay là hai máu ấy, nhưng đơn giản là khẩu bá nhật mạnh hơn nhá. Thì đây là tên của năm bạn đã trả lời đúng và mỗi bạn nhận được đó là 230 kim cương, bởi vì là may mắn nữa sẽ lên video trong ngày hôm nay nha các bạn nha. Ô, công vừa có một thằng ở ngoài bo này, tôi vừa thấy nó đây xong, chắc là chạy quanh đây thôi. Thì câu hỏi chúng ta ngày hôm nay như sau, chúng ta sẽ hỏi một câu đơn giản hơn, nó không liên quan đến skin nữa, tại vì có vẻ liên quan đến skin thì đôi khi chúng ta nên một câu hỏi khó, sau lâu lâu chúng ta nên có một câu hỏi dễ để cho các bạn dễ trả lời ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ hỏi một câu hỏi nó gọi là nó dễ dễ một tí thôi, để cho là các bạn nào mà kể cả không có các cái skin xịn sò còn mẹ đó bò thì các bạn cũng sẽ gọi là trả lời được đó hả? Ok. Ái già đứng đất đấy à? Còn mẹ nó. Rồi ok, câu đố ngày hôm nay như sau. Nhân tiện cầm khẩu màu 1887 tôi đố luôn cho nó vui. Câu hỏi chúng ta như sau, đó là đố các bạn biết là khẩu shotgun M1887 ấy mà không có skin ấy, sát thương của nó sẽ bằng với khẩu shotgun nào ở trong tựa game Free Fire này? Các bạn trả lời đáp án kèm theo đó là ID. 5 bạn trả lời đúng, may mắn nhất mỗi bạn sẽ nhận được đó là 230 kim cương và lên video trong video tiếp theo các bạn nhá. Câu hỏi mình nhắc lại nha, đố các bạn biết là cái khẩu M1887 này này, sát thương nó sẽ bằng với lại là khẩu shotgun nào ở trong tựa game này mà không phải là chính nó nha. Đừng có nói là M1887 bằng 1887 nha. Trời ơi, nghe nó bằng hòa ghê á. Ví dụ như kiểu là khẩu SWAT 12 hoặc là khẩu M1014 hoặc là khẩu 1873. Nói chung là có khá là nhiều loại shotgun. Thực ra thì nó chả nhiều lắm đâu, nó chỉ có vài loại thôi. Đây có khứa này, hết thoát mày à bưởi. Mày ngon mày chạy lên đây, mày nhìn thấy anh hùng hết shot bao giờ chưa? À là nhầm, mày nhìn thấy anh hùng one shot bao giờ chưa? Gì chứ, úi dồi ôi, người bắn hai viên vỡ đầu đối là trên thế giới này là chỉ có mình hùng thôi. Mày khứa kia chỉ làm được trò one shot thôi, tôi làm được trò two shot tới đỉnh cao các bạn ạ, tôi mới VIP pro chứ. Hai khứa kia bắn nhau trước kia rồi xong luôn, như vậy là còn một đứa rồi các bạn ạ. Ôi trời ơi, thề với các bạn luôn, solo 1-1 của thằng này tôi chỉ cần bắn nguyên one shot thôi, tôi không bắn hai viên, tôi chỉ bắn một viên một thôi. Mấy ông đảm bảo tin tôi, không thắng thằng này làm chó. Ok bạn ơi. Nào, tới đây bạn, chiến đấu như hai được dựa đây, như kiểu hai thằng đấu kiếm với nhau coi. Ở ngoài chúng ta có khái niệm đấu kiếm, ở đây chúng ta có khái niệm đấu súng. Ai à, mày cũng bắn sót ngắn 1887 à? Bạn đã thách thức vào đến cái lòng tự trọng của mình rồi. Cái lòng tự trọng của một chùm one shot thiên quang, nó làm cho mình phải cho bạn một viên vỡ đầu rồi. Này, bạn thấy mình vẩy tinh tế chưa? Trời ơi, bạn nghĩ rằng bắn được vỡ đầu tôi mà dễ à? Chẳng qua là tuấn vỡ đầu bạn nên tôi đang hơi cóng tay, tôi đang trêu bạn dây với bạn tí thôi. Ai à, ai ôi, ai, đi xuyên kèo, không xào hết đâu rồi, còn có đó thì chó kiểu chẳng có bóng tôm. Cứ từ từ bình tĩnh thôi, one shot là dễ luôn. Tranh thủ các bạn nào mà có yêu quý cho mình xin một like và một chia sẻ vào cái ảnh của mẹ mình tham gia cái cuộc thi giáo viên áo dài duyên dáng ở trên gọi là cuộc thi ở trên tỉnh mình các bạn nhá. Nào, vào đây, one shot một viên trên luôn nào, tới bên nào. Ôi, rồi. Thằng này chơi bẩn, nó chơi giúp cậu Uzi ra, một thằng đầu mùi rẻ rũng không chấp nhận được, đấy là một sự xúc phạm. Ngu thì nhận là ngu, ngu nhận thì còn có thể tiến bộ được.